Đôi vợ chồng này vừa di chuyển tới bãi đỗ xe thì phát hiện lốp xe của mình đã bị chọc thủng. Họ đang loay hoay thì bỗng phía sau xuất hiện một thanh niên. Người này nói rằng bị mất ví, cần phải thanh toán vé phụ mới có thể lên máy bay. Người vợ không nói gì trực tiếp rút tiền chuẩn bị đưa cho người kia. Nhưng chồng cô đã sớm nhận ra người này là tên ăn xin, thẳng thừng nói hắn hãy mau rời khỏi đây. Không ngờ hắn vung một cây gậy đánh chính xác vào gáy Stanley. Cùng lúc này tên ăn xin cũng nhân cơ hội người đàn ông ngã, cầm dao cứa vào cổ cô ấy. Khi đánh ngất người đàn ông, ba tên đồng bọn cướp túi của cô gái, sau đó lái xe rời bãi đỗ xe, từ từ biến mất trong màn đêm đen tối. Rõ ràng đây không đơn thuần chỉ vì tiền bạc, bởi vì hành lý của hai người không bị cướp mất. Theo lệnh triệu tập của cảnh sát, Stanley lập tức đến đó. Thanh tra Gibson đã chờ đợi rất lâu, bởi vì trong nửa năm những sự việc như này đã thường xuyên xảy ra. Stanley đã rất hoảng loạn sau khi để trợ lý Walker thu thập manh mối một cách cho có lệ, sau đó đuổi Stanley ra ngoài. Anh cũng không nói gì. Đến tang lễ của vợ của một đêm mất ngủ, sau nụ hôn cuối cùng nước mắt anh trực trào. Con gái Abby đau lòng như cắt, nhưng cô biết cha mình còn chịu áp lực hơn nữa, chỉ đành cẩn thận ôm lấy cha mình. Stanley không muốn con gái lo lắng nên lặng lẽ đi ra ngoài. Rất nhanh cảnh sát gửi tin tới, yêu cầu anh xác định những kẻ đêm đó, không ngờ là chúng có mặt ở trong đó. Stanley ghi nhớ rất rõ ràng, tên đó có một hình xăm con rơi ở trên mặt, bây giờ nhìn kỹ thì lại biến thành một con diều hâu, nhưng anh vô cùng chắc chắn hắn là tên sát hại Vivian. Nhìn thấy hung thủ sắp hẹo ở trong tù, Stanley cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng sự việc sau đó khiến anh đứng lặng người, bởi vì rõ ràng là anh đã nhìn thấy tên hung thủ vừa bị bắt vào tù mà lúc này đã được thả ra, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Stanley tức giận tột cùng, liền đi tìm Gibson để nói đạo lý. Gibson cũng rất bất lực, tin tôi đi, ở bên ngoài hắn làm chuyện ác sẽ ít hơn so với việc ác mà hắn làm ở trong tù. Sẽ có một ngày, hắn sẽ dùng quá liều mà hẹo ngay trên đường. Stanley mỉm cười thay vì tức giận vợ của anh bị sát hại. Anh phải đợi đến khi hung thủ tự sát mới có thể trả thù. Thấy Gibson không trả lời, Stanley bỏ đi trong cơn giận dữ, nhìn những bức ảnh trên tường, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Stanley đau lòng không kiềm chế được bản thân, anh tức giận mở tủ quần áo, chạm vào bức tường, dường như muốn rút ra vũ khí gì đó. Nhưng chính lúc này, lời dặn dò trước đó của Vivian lại văng vẳng bên tai anh, nên anh đành bỏ ý nghĩ trả thù, lái xe ra ngoài để kìm nén sự phẫn uất trong lòng. Nhưng bất ngờ lại ập đến, Stanley phát hiện vị trí của hung thủ ở trên đường. Lúc này anh không kiểm soát được mình, anh lao về nhà như điên và đập nát bức tường, lấy ra bí mật đã che giấu 20 năm nay. Sau khi nhìn lại vũ khí năm xưa của mình, anh gọi điện cho người anh em của mình, Dennis. Sau khi Dennis tạm biệt với anh, cũng lặng lẽ sống ở Columbus. Sau 20 năm không gặp, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Lúc này khi Dennis lấy được thông tin của hung thủ, ba tên đó là sát thủ hàng đầu ở chợ đen, bình thường hành động được dẫn dắt bởi một tên có hình xăm con gà trên mặt, nhưng tên đó không có định nơi ở. Stanley đành phải chuyển mục tiêu sang tên có râu. Với tốc độ bàn thờ, Stanley đã đến một quán rượu, không tốn chút công sức nào đã gặp được tên có râu đang đi cùng gái xinh. Ngược lại Stanley không hề biết còn có màn biểu diễn đánh bia trên bàn rượu, nhưng những người ở đây đã quá quen với những cảnh tượng này. Phát hiện Stanley đã tới đây, tên đó cuống cuồng lao ra ngoài. Với lợi thế quen thuộc địa hình, hắn dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của anh. Dù cho Stanley là thành viên chủ chốt của biệt đội bóng đêm, cũng đã bị phản công, thấy bị bao vây, nhưng tên đó đã bị đánh gục chỉ với một cú đấm có tốc độ cực kỳ nhanh. Anh bắt đầu tra hỏi hắn để phá vỡ tuyến phòng thủ của hắn, nhưng hắn cũng rất kín miệng, một chữ cũng không nói ra, thậm chí còn chủ động chế giễu Stanley, đuổi anh đi về hướng tây. Nghe tiếng xe cảnh sát gần tới đây, Stanley bấn loạn quẫn trí. Chính lúc anh do dự, Dennis đã kịp thời đến đây. Tên đó nhân cơ hội nhặt súng phản công, nhưng hai người phản ứng nhanh như chớp, lấy được toàn bộ manh mối vật chứng. Hai người lặng lẽ đốt thi thể rồi rời đi, nhưng tất cả chuyện này đã bị một người đi ngang qua chụp lại toàn bộ. Người đó có được chứng cứ liền đến một quán bar dưới tầng hầm, tìm đại ca của băng đảng mạnh nhất thành phố, nói tin tức tên có râu bị sát hại cho đại ca biết. Thấy đàn em của mình bị sát hại mà không cứu, đại ca trực tiếp xin một ngón tay của tên đó, rồi lập tức ra lệnh huy động toàn bộ băng đảng truy tìm hai người đàn ông trong video. Sát thủ hành động rất nhanh, ngay lập tức chặn đường thanh tra Gibson, nói rằng đại ca của chúng có chuyện tìm mấy người. Hai người Gibson không dám manh động, thản nhiên đi theo chúng. Ngay sau bọn họ đến quán bar dưới tầng hầm mà tên đại ca đã sớm ở đó. Không đợi Gibson nói chuyện, đại ca lập tức đưa ra bằng chứng, trong tay tôi có bằng chứng tiêu diệt thống đốc, nếu như tôi và người của tôi tiếp tục xảy ra chuyện thì những người trên cùng con thuyền đều sẽ phải bay màu. Gibson đã biết rõ mọi chuyện, bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, lập tức liên lạc với thống đốc. Ông ấy cũng không có cách, chỉ đành sắp xếp gặp mặt. Sau khi nghe chuyện của tên đại ca, ông ấy tỏ ra rất buồn, bởi vì lúc nhỏ ông ấy dựa vào thức ăn trợ cấp để lớn lên, có được vị trí như ngày hôm nay. Băng đảng của tên đại ca có công rất lớn. Gibson ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, cũng chính chuyện này tên đại ca mới có thể thâu tóm các thế lực khác ở Columbus, thống nhất thế giới ngầm. Điều quan trọng hơn là bây giờ thống đốc đang tái tranh cử, tất cả không thể qua loa. Sau đó thống đốc hạ lệnh huy động toàn bộ lực lượng ngầm và chính quy, dù sống hay thế nào cũng phải tìm được hai người đàn ông trong video. Bên này hai người đi đến căn cứ của Dennis, nhờ phân tích các dữ liệu, Dennis mở khóa được điện thoại của tên có râu, thành công lấy được một số điện không được ghi chú. Stanley không do dự mà trực tiếp gọi luôn, với thái độ lịch sự, thuận lợi lừa được địa chỉ đối phương, tiệm xăm zombie. Manh mối quan trọng xuất hiện, anh lập tức đi đến chỗ đó, dùng tên của tên có râu để nói chuyện với Lễ Tân, cố gắng tìm ra mối liên hệ của những người này. Không ngờ Lễ Tân cũng rất cảnh giác, lập tức liên lạc với quản lý cửa hàng Mai. Người này nói dối, sau đó cố gắng giữ Stanley lại, hắn để anh nằm úp để xăm lên lưng. Rất nhanh quản lý đã đến cửa hàng. Sau khi hai người bàn giao, Lễ Tân vội vàng rời đi gọi cứu viện, mà Mai cũng giả vờ không biết. Nhân lúc nói chuyện với Stanley chớp lấy cơ hội, thấy hắn ta vội vàng lật mặt, Stanley cũng không giả vờ
vờ nữa. Nhanh như chớp anh cướp được súng từ tay Mai, dùng cùi chỏ đánh vào mặt hắn, cùng lúc dùng một tay lấy ra khẩu súng. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, Mai không phải đối thủ của Stanley, nhưng vào lúc này, Mai dùng hết sức mạnh của mình dồn vào cây kiếm chém Stanley. Stanley quá phẫn nộ một nhát hóa vàng hắn, sau đó nhặt thuốc methamphetamine rồi mau chóng rời đi. Cùng lúc này, với tình huống hai lực lượng đối đầu phối hợp với nhau, Lemmy có được vị trí của Dioscuris, lập tức đưa sát thủ tới chỗ đó. Căn cứ đã bị lộ, Dennis không hề hoảng sợ, mượn cớ đầu hàng từ từ tiến về phía trước. Lemmy chất vấn anh như một kẻ điên, người còn lại ở đâu? Nếu không anh sẽ hẹo đến không toàn thây, tan xương nát thịt. Nhưng Dennis lúc này đã có một khoảng cách thích hợp, kết quả chúng ta cũng đã biết. Với tốc độ của anh ấy, cướp được súng, kiểm soát hiện trường, đồng thời bẻ gãy cánh tay tên sát thủ và đâm hai nhát dao. Tên Lemmy cầm cây chùy vội vàng giúp đỡ đồng đội, Dennis chỉ cần dùng đầu gối đã bẻ gãy cây chùy. Thời khắc này Lemmy vô cùng sợ hãi và nhận ra rằng đã đụng phải một sát thủ đáng gờm, hắn lập tức bỏ chạy. Dennis chưa kịp nghỉ ngơi thì Stanley gọi điện tới, hai người hẹn nhau đến bãi xe phế liệu xử lý thi thể của hai tên sát thủ, bên trong có lượng lớn mai tóe. Hai người lập tức vạch ra kế hoạch. Một đêm dài với áp lực từ phía tên đại ca, Lemmy chọn cách theo dõi con gái Stanley, hy vọng có thể lật ngược tình thế, nhưng người tính không bằng trời tính, Abby thành công thoát khỏi nguy hiểm. Stanley đến muộn vô cùng tức giận, động vào người nhà, đây là quy tắc ngầm sao? Nhưng vì an toàn của con gái, Stanley để con gái tìm một khách sạn để tạm thời lánh đi, sau đó đợi tin tức của anh. Abby cảm thấy sát khí trên người cha mình, đành làm theo anh nói. Còn bên này, đối diện với sự bay màu của Mai, Lemmy cũng suýt mất mạng, tên ca không thể kiềm chế bản thân. Gibson vội vàng liên lạc với thống đốc, hy vọng có thể phát huy hết sức mạnh, nếu không một khi tên ca lật mặt, sự cố gắng của ông ta mấy chục năm coi như đổ sông đổ bể. Nhìn thân hình bốc lửa của người tình, thống đốc không thể chịu nổi nữa, lập tức ra lệnh để Gibson truy sát hai người kia, mọi sự trả giá ông ấy sẽ chịu. Cũng vào lúc này, Stanley nhờ vào điện thoại của Mai liên lạc với Lemmy, dùng cách bí ẩn nói rằng trong tay mình có ma túy đá, nếu muốn lấy lại, nhất định phải giao dịch ở quán ba tầng hầm. Lemmy như với được vàng khi hắn đang rất cần nó. Theo sự chỉ dẫn của Stanley, hắn lập tức đến đó, thấy con mồi đã sập bẫy, hai người bắt đầu nhiệm vụ, dùng một tên người Hàn buôn bán ma túy để che đậy. Nhân lúc hai bên đang giao dịch thì lập tức xông vào, với đầy đủ vũ khí, Stanley đã kiểm soát tình hình. Anh khổ sở tìm kiếm hắn cuối cùng đã tìm được. Đối mặt với sự phẫn uất của anh, hắn không thể chịu được, liền khai ra kẻ chủ mưu chính là tên cát. Chính lúc Stanley lấy được thêm thông tin, Dennis cũng gửi tín hiệu cảnh báo, không còn lựa chọn anh đành hóa vàng Lemmy ở ngay trước mặt cảnh sát. Hai người thành công rời khỏi trốn nguy hiểm đó. Sau khi thoát thân, Stanley lập tức trở về nhà, không ngừng tìm kiếm di vật của vợ, bởi vì theo như bình thường mà nói, Vivian không thể liên quan đến băng đảng. Đột nhiên một báo cáo môi trường thu hút chú ý của anh, kết hợp với bài phát biểu của thống đốc cộng thêm nỗi uất ức của cô ấy ngày đó, lập tức hiểu ra sự bất ổn ở trong đó. Không ngờ tất cả đều là chỉ thị của thống đốc, bởi vì ông ta luôn kiên quyết chuyển dầu, lượng lớn các đường ống dẫn đã được thiết lập, nhưng điều này gây ảnh hưởng đến nguồn nước, châm ngòi cho những cuộc biểu tình của dân, mà Vivian là người phụ trách kiểm toán môi trường, vừa hay có được số liệu quan trọng. Ban đầu cô ấy định sẽ công khai sự ô nhiễm, vì thống đốc đã gây áp lực cho cô, can thiệp vào số liệu. Không ngờ, một ngày trước khi công bố thì chuyện không hay xảy ra. Cùng lúc này, tên ca nhận được tin của cảnh sát thì rất tức giận, những đàn em của hắn đều đã hẹo, hai người Stanley đã truy sát đến chỗ của hắn ta. Theo tin tức của Gibson, bọn chúng tìm đến nhà của Abby, tấn công phủ đầu để Stanley đến đây nhận sự tấn công. Nhìn thấy cô gái kia bị bắn trúng tim, Abby sợ hãi đến tê liệt đầu óc, nhưng may mắn cô không mất đi lý trí. Nhân lúc tên ca không để ý nên đã thông báo cho Stanley bằng mật mã. Stanley nhận được tin nhắn ngay lập tức hiểu ra. Sau khi liên lạc với Dennis, hai người bắt đầu tấn công vào khách sạn. Rất nhanh, với tiếng gầm của chiếc Chrysler, Stanley thuận lợi đến chỗ khách sạn. Anh đi qua cửa bí mật để vào bên trong và nhanh chóng bem được một tên. Tên ca phát hiện ra đối phương rất nguy hiểm, hắn bắt Abby làm con tin để cho Stanley sập bẫy của mình. Anh không còn lựa chọn đành giao súng. Thấy Stanley sắp trở thành con cừu bị làm thịt, tên ca nhử mồi bằng việc ngửi tóc của Abby, cố tình khiêu khích anh đến gần. Xử lý xong anh sẽ hóa vàng Abby. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dennis đến sau cuối cùng đã tìm được vị trí của Stanley. Stanley lập tức đẩy hắn ra, sau đó quẳng hắn lăn ra đất. Sau khi xác định con gái an toàn, Stanley bắt đầu tra tấn để lấy thông tin, xem rằng dự đoán của mình có đúng hay không. Nhưng hắn ta cũng rất lì lợm, chọn cách tự sát để bảo vệ thông tin. Vào lúc Stanley đang rất tức giận, hai người đột nhiên phá cửa xông vào. Người đến chính là Gibson đã lặng lẽ chờ đợi ở ngoài cửa. Gibson rất phấn khích vì ông ta sớm đã tung tin giả về cuộc chiến băng đảng. Không ngờ ông ta ra chiêu bọ ngựa bắt ve sầu, vàng anh ở phía sau. Dennis từ bên ngoài xông vào, tên vệ sĩ ngất lăn ra đất. Gibson bỗng nhiên hoảng sợ vội vàng bỏ vũ khí rồi đầu hàng. Sự thật của Vivian cũng từ từ hé lộ, chính xác giống như những gì Stanley đoán, đó là chỉ thị của thống đốc. Vì Gibson ngồi ở ghế trước, Stanley ngồi ở ghế sau, dễ dàng đi vào trong trang viên của thống đốc. Sau khi đi vào trong, Stanley đấm Gibson ngất xỉu, đặt thuốc nổ hẹn giờ cố định ở chỗ bình xăng. Khi Gibson tỉnh lại thì đã quá muộn màng. Walker bị nhốt ở phía sau cốp xe, điên cuồng đạp vào cánh cửa, hắn đã kịp nhảy ra ngoài trước khi chiếc xe phát nổ. Bên này, khi Stanley đã xử lý xong mấy tên canh gác, lặng lẽ lẻn vào dinh thự của thống đốc. Sau khi thấy bảo an, anh lập tức ra tay, trong chớp mắt có thêm hai tên ra đi.
Không ngờ đây là âm mưu của thống đốc. Sau khi Stanley bị bắn trọng thương còn bị ép vào đường cùng, nhưng anh vẫn có thể chiến đấu. Anh bị thống đốc đàn áp. Sau khi xác nhận không ai biết chuyện này, thống đốc không do dự trực tiếp ra tay. Sao anh có thể thua dễ dàng như vậy? Cái khó ló cái khôn. Anh dùng tay đẩy hướng súng, đồng thời lấy dao găm trong giày ra đâm ông ta. Một lần nữa anh lật ngược tình thế, mà lúc này cảnh sát cũng đã bao vây chỗ đó. Stanley không trốn tránh, từ từ bước ra ngoài, dưới tầm ngắm của những lính bắn tỉa. Ý chí của cựu chiến binh dâng cao, cứ như vậy Stanley gục tại chỗ bởi những phát súng liên hoàn. Cảnh sát vội vàng chạy đến kiểm tra, kết quả phát hiện ra anh ấy mặc áo chống đạn. Chuyển cảnh quay sang hai ngày sau đó, bên trong bệnh viện lớn nhất ở Columbus, lầu 5 góc đã phong tỏa tin tức và quản lý nhà tù cũng đã chờ đợi rất lâu. Chỉ cần Stanley tỉnh lại, thứ anh nhận sau đó chính là cuộc sống trong tù cho đến già. Vì đây là quy tắc của biệt đội bóng đêm, không ai không biết. Walker may mắn sống sót sau khi biết được mọi chuyện, trực tiếp đến ám sát, tránh việc Stanley hồi phục và khỏe lại. Nhưng rất tiếc Dennis đã chờ đợi rất lâu. Sau hai phát súng bùm bùm, Walker đã không còn hơi thở. Phần cuối của bộ phim, hai người lại trốn trong trung tâm thành phố để sinh sống. Một bộ phim hành động trả thù rất gọn gàng, nhưng vẫn là một tác phẩm được rất nhiều người khen ngợi. Nếu các bạn thấy hứng thú có thể tìm và xem. Video hôm nay dừng tại đây. Hãy nhớ like và theo dõi kênh của tôi nhé. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.